Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nếu là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 31 tháng 3, một ngày cuối tháng. Em lên đồng máy 12 con. Vâng, máy em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Đó, hình thức mua bán rồi hình tất cả nó nói trên video rồi đấy ạ. Bác nào chốt con nào chọn con nào ấy ạ, tời đi tời lại kỹ càng con đó coi chắc chắn chốt thì các bác hãy liên hệ qua số điện thoại có Zalo nha. Tại vì có ngày nào cũng vậy, cũng có những bác ấy ạ, còn đang còn ăn tăn nấn cấn chưa tin tưởng cửa hàng ạ. Các bác cứ hỏi câu cái máy này em đã bung máy chưa, máy này có ngon không định. Vâng, nếu mà để bất kỳ, không phải riêng cá nhân em, bất kỳ một cửa hàng nào ấy ạ, các bác hỏi những câu hỏi đó là thừa nha. Muốn bán được hàng thì chắc chắn thôi, hàng nhà tôi phải ngon, chất lượng của tôi phải chuẩn, và nói thật với các bác, có bung máy ra đi chăng nữa ấy ạ, người ta sẽ không trả lời các bác là tôi bung máy đâu ạ. Nếu mà nói bung các bác có mua không, đó, thực sự tin tưởng cửa hàng thì hãng đặt hàng, đỡ mất thời gian của nhau ra nha các bác. Và lô máy ngày 31 tháng 3 ngày hôm nay thì đến có những con đến từ những thương hiệu như Honda, GS22, một con 4 thì nha, sàng riêng nhân viên duy nhất có một con thôi. Vâng, một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, máy lớn đẹp xuất sắc. Vâng, cặp Mitsubishi TL26 tôm rơi không điểm chê ạ. Mitsubishi TL231 nè tay đỏ trợ lực bằng van xá. TL23, một con Echo Curic 23cc, một con đến từ thương hiệu Zenwatt Komatsu G2K, một con công suất cỡ nhỏ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL20 đẹp xuất sắc, là một con Marujan, một con Echo Curic 23cc đời cao nữa ạ. Và hai con công suất nhỏ đến từ thương hiệu Maruyama như các bác. Và trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái phà nhớ đạp. Sáng nào hoặc nông ngày sử dụng nhấn nút bơm xăng. Tùy theo từng cái dòng nè nha, những dòng nè bên tay phải bắt đầu khởi động nổ gạt lên, nổ rồi thả xuống. Một số dòng nè bên tay trái thì nằm ngược lại bắt đầu khởi động. Ví dụ nó bên trái như này, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc nông ngày sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy nha. Còn khi mà nó nổ như bây giờ ạ, các bác chỉ cần ga lên nhẹ một tí thôi, ga lên 1/3, nhích nhẹ nó nổ thôi ạ. Vâng, và hôm nay là lô chữ U nhé. Khi các bác chọn máy các bác nhớ cái mã của từng lô. Lô ngày 31 tháng 3 là lô chữ U. Khi các bác thích con U1 thì chẳng hạn, các bác kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo em vừa nói trên đó, cho một tin nhắn chốt U1. Lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa. Chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ số điện thoại người nhận là xong thôi. Và cái lô U1 nhà có rất nhiều con em xả nhá. Ví dụ như con U1, U2, U3 này chẳng hạn, là cái giá trên thị trường này nó không có cái giá đó đâu. Đó là em xả cho một cái. Vâng, và U1 giới thiệu cho các bác một con công suất cỡ nhỏ, nhỏ nhắn, gọn gàng, đời cao đến từ thương hiệu Maruyama phân khúc 20cc, lòng của nó là 30 ly. Tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác, sử dụng bố tum liên, này gà giữ đầu bò chắn cỏ đi. Vâng, cũng tương đối đẹp nha, đẹp cũng xả 1.100.000 đồng U1 ngày hôm nay Maruyama 20cc, lòng 30 ly. Vâng, cũng công ở cái công suất cỡ nhỏ nha, nhẹ nhàng hết mức có thể, các bác có thể chọn U2. Đó các bác, nhỏ nhẹ gọn gàng, các bác chọn U1, U2 ạ. Còn U2 này cũng vậy ạ, phân khúc 22cc, lòng 31 đi. Rất nhỏ, gọn, nhẹ nhàng nha. Đang sử dụng bộ trụ giật có trợ lực bằng son này. Đặc biệt hơn phiên bản là chế 2 kim luôn cho các bác này. Đó, chế 2 kim luôn. Tôm liền, tay ga giữ, công tắc trên tay hỏng ạ. Là công tắc đây. Đầu bò chắn cỏ đi. Rin nguyên bản, rin toàn tập, giá cũng chỉ có 1.100.000 đồng. U2 ngày hôm nay, Maruyama phân khúc 22cc, lòng 31 đi ạ.
Vâng, con này tuy nó là công suất cỡ bé nhưng mà nó sử dụng chế qua một rồi 2 kim nên cái tua của nó cũng rất nhanh nha các bác. Vâng, U2 chỉ có 1.100.000 đồng cho thương hiệu Marujama 22cc lòng 311 đi. Vâng, giá này đã bao ship về đến tận nhà cho các bác và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, hôm nay có một con Echo Curit đời cao ạ. Con này cũng xả nha. Giá chỉ 1.300.000 đồng. Con số U3 Echo Curit 232. Echo Curit 232 23cc lòng của nó là 32 ly. Phiên bản này có trợ lực bằng vò xo nha. Chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, tum liền tum nhôm, tay ga giữ công tắc trên tay, rin nguyên bản, rin toàn tập. Giá chỉ 1.300.000 đồng U3 ngày hôm nay Echo Curit 23cc lòng 32 ly ạ. Xíu rồi nha, nhưng em xả con này cho các bác ạ. Trên thị trường không có một con Echo Curit đời cao 23cc lòng 32 ly có giá 1.300.000 đâu nha các bác. Vâng, sang tới con U4. Các bác thích một con công suất cỡ nhỏ, nhỏ nhẹ, gọn gàng, đắt tiền nhất ở cái phân khúc cỡ nhỏ ạ. Các bác có thể lựa chọn con U4 ngày hôm nay, Mitsubishi TL20 20cc lòng 30 ly với phiên bản chế ga ngang, chế 1 kim tum liền. Vâng, đẹp xuất sắc nha. Đó, hầu như ngày nào cũng có một con như vậy ạ. Và với những con nhỏ này, các bác cũng đa phần các bác cũng hay chốt những con nhỏ nhỏ các bác mà cao tuổi ạ. Tại vì nó là một trong những con nhỏ xịn xò, dễ lồ, tiết kiệm xăng. Đó. Và cực kỳ nhẹ nhàng nha. Tay ga giữ, đầu bò điên cho các bác. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.350.000 đồng. Vâng, 1.350.000 đồng. U4 Mitsubishi TL20 20cc lòng của nó là 30 ly ạ. U4 1.350.000 đồng ạ. Vâng, sang tới con U5, giới thiệu cho các bác một con dòng phát chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Zenwatt Komatsu. Với bác nào thích những con công suất cỡ trung bình phát chuyên nghiệp ạ, phát cầy cá, không chê cái hình thức bên ngoài nó không được đẹp ạ, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Zenwatt Komatsu G2K. Đây là một trong những cái thương hiệu được ưa chuộng được rất nhiều ở khu vực Tây Nguyên ạ. Đó là con công suất con này ạ, nó tầm khoảng 26-27cc lòng 34 ly, đồ thay tháo cực sẵn nha. Đặc biệt hơn phiên bản này ạ, em đã lên chế mới, chế zin 3, dòng chế tốt nhất hiện nay, chế ga ngang 2 kim chỉnh cho các bác nha. Tum rời, tum nhựa, tay ga giữ, và các bác có thể thấy bộ cùng của nó ạ, cực kỳ chắc chắn luôn, đầu bò rim. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.750.000 đồng. Vâng, 1.750.000 đồng, U5 Zenwatt Komatsu G2K 34 lòng 34 ly 27cc ạ. Vâng, U5 1.750.000 đồng. Vâng, sang tới U6, cũng đến từ thương hiệu Echo Curit, một con Echo Curit đời cao nha. Con này em cũng xả luôn cho các bác luôn. Vâng, đang sử dụng chế Guamro, chế ga ngang, chế 2 kim chỉnh nha, dòng chế như kiểu chế của dòng Mitsubishi ạ. Vâng, bộ trục giật có trợ lực tum liền. Vâng, đặc biệt hơn tay ga bóp hộp lâu nâu, em cũng một vài cái video em sẽ làm cho các bác một số cái tay ga bóp hộp này nha. Đây là tay bóp hộp mới và nó rất chắc chắn nha, nó rất xịn sò.
đó, nó có mức tăng chỉnh ở cái đầu ga này, công tác nguồn nhân tay đó, có cái mức tăng chỉnh này. Cái bác thích ga lớn, bác ga hết cỡ ga ấy ạ, là có 7 phần cũng được, 6 phần cũng được đó, tùy theo cái công suất của máy, tùy theo cái lượng cỏ để các bác chỉnh cái lượng ga này đó. Với con này thì nó cũng tương đối là đẹp, chế ga ngang xịn sò cho các bác nha, chế ga ngang hai kim chỉnh. Giá của em nó sẽ là 1.450.000 đồng. Vâng, 1.450.000 đồng cho thương hiệu Echocurit phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. Chế Guamaro 2 kim có trợ lực phân khúc cỡ trung bình 23cc lòng 32 đi, có giá 1.450.000 đồng thôi ạ. Vâng, sang tới U7 em cũng xả luôn cho các bác con này luôn này. U7 là một con Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 đi, với phiên bản chế Guamaro, chế ga ngang 2 kim chính tung liên, cũng tay ráp tay cái bóp hộp mới cho các bác nha. Đó, đầu chắn cỏ đi, đẹp như thế vậy, hôm nay cũng bán xả nha, cũng chỉ có 1.650.000 đồng. Vâng, với con này ạ, các bác để cái bộ tay hộp mới lại, các bác ráp tay ga như vậy, em bớt thuật cho các bác 100.000 nha. Và khi các bác muốn tay ga này, muốn con máy này đó mà nó chỉ là ráp ở cái tay ga này thôi, các bác muốn lên tay ga hộp thì các bác phải mất thêm 100.000 nữa nha. Còn khi các bác muốn tay ga bóp thường như tặng phanh xe đạp ấy ạ, thì nó là miễn phí, còn tay ga hộp thì 100.000. Và đã ráp tay ga hộp mới này rồi, tay ga hộp mới xin so cho các bác rồi. Vâng, U7 chỉ có giá 1.650.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 đi ạ. Vâng, U7 1.650.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, sang tới con U8 giới thiệu cho các bác một con hàng hệ phân khúc cỡ trung bình. Vâng, Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly. Vâng, với phiên bản này có trợ lực bằng cái van xả ở đầu lòng ngay ạ. Khi các bác muốn giật nhẹ, các bác ấn cái van xả này lại, nổ rồi tự thoát nó bật lên nha. Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng chế qua một đồ chế ga ngang 2 kim chính, tình trạng thì nguyên bản hết cho các bác. Đặc biệt hơn phiên bản này nó sử dụng bố tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tum côn thông dụng. Đó, với những phiên bản này các bác có thể gắn máy xịt thuốc hay là bộ chế cái gì ở những cái tum này nha. Và với những thương hiệu Mitsubishi TL thì đa phần nó là tum rời, tum nhôm hết nha. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác, đầu bò ngực chống cuốn cò, giá 1.850.000 đồng. Các bác đã sở hữu một con hàng hệ ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly nha. Và đây là một trong những con phân khúc cỡ 23cc lòng 32 ly xịn sò nhất, đắt tiền nhất rồi nha các bác. U8 1.850.000 đồng. Vâng, sang tới con U9 và U10 giới thiệu cho các bác một cặp Mitsubishi TL26 đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Vâng, 26 thì nó là 26cc, lòng của nó là 33 ly, thì 34 ly thì cũng nó là 26cc, và 3 ly cũng vậy, từ 34 đến 35 ly ạ. Vâng, U9 đang sử dụng chế qua một đồ chế ga ngang 2 kim chỉnh, tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ. Giá bữa này thì rất mềm cho các bác, chỉ có 2.150.000 đồng U9 ngày hôm nay ạ.
Vâng, U9 Mitsubishi TL26 giá 2.150.000 đồng. U10 cũng vậy nha, hai con đẹp như nhau, chất lượng như nhau, cũng sử dụng chế ga ngang hai kim chỉnh, tum rời tum nhôm, tay ga giữ đầu bò rin. Vâng, U10 cũng có giá 2.150.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26. 26 xe lòng 33 lìa. U9 và U10 đều có giá là 2.150.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26, 26 xe lòng 33 ly nha các bác. Vâng, U11 là một con máy lớn nha, đến từ thương hiệu Mitsubishi. Ở đây là một trong những cái thương hiệu phân khúc 33 cc lòng 36 ly đến từ thương hiệu Mitsubishi, đắt tiền nhất rồi nha các bác, xịn sò nhất. Nó đắt tiền chắc chắn rồi, nó phải tiết kiệm xăng cái này. Đó, nó phải ổn định cái này. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ạ, đồ đạc thay thế của những cái dòng này nó rất rất thông dụng nha các bác. Vâng, tình trạng của em này thì rin nguyên bản 100% cho các bác. Đang sử dụng chế qua đồ chế ga ngang hai kim chỉnh, tum rời tum nhôm, bố côn 330, tum lớn côn lớn ống cần 26, tay ga giữ đầu bò rin cho các bác, chắn cỏ mới loại xịn sò. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá 3.500.000 đồng nha. Vâng, U11 3.500.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33, 33 cc lòng 36 ly ạ. U11 3.500.000 đồng. Vâng, từ U1 cho đến U11 đều là dòng 2 thì nha, xăng phải pha nhớt và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt thông thường, nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn đấy ạ. Cái loại mà các bác có thể mua tới 200.000 đến 250.000 một hộp nhớt đấy ạ. Các bác có thể pha cao hơn, 30 đến 40 trên 1. Và hôm nay duy nhất có một con Honda nha, Honda GX 22. Vâng, Honda 22 thì nó là 22cc lòng 34 ly. Với những cái thương hiệu Honda này, các bác cứ kêu yếu hơn, dạ không, nó không yếu đâu ạ. Nó là 22cc, nó là công suất cỡ nhỏ nhưng mà nó là 34 ly ạ. 34 ly nhưng mà công suất 22cc nha. Các bác đừng tính nòng, nòng nó không chính xác bằng cái số cc đằng sau của nó đâu ạ. Vâng, tình trạng của em này thì đi nguyên bản hết cho các bác. Honda GX22. Vâng, con này đang sử dụng bố tum liên, tum nhôm. Đây có bó hộp xịn sò cho các bác, đầu bò chắn cỏ rin. Vâng, giá chỉ 1.900.000 đồng cho con số U12 Honda GX22, 22cc lòng 34 ly ạ. U12 1.900.000 đồng nha các bác. Với em vừa báo giá cho bà con nô máy 12 con. Em xin nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào này, chưa chọn được hoặc là chốt chậm chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đà nha các bác. Vâng, và cái giấc này thợ nhà cũng đang tăng ca đây các bác này. Đó, đang tăng ca, đang ăn gọi là ăn dặm dặm tí này. Toàn đầu xanh đầu đỏ thôi các bác ạ. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.